Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2024. Nhiều trường có điểm chuẩn rất thấp, chỉ hơn 3 điểm một môn cũng trúng tuyển. Cách tính điểm xét tuyển vào trường thường như sau: điểm xét tuyển bằng điểm thi môn ngữ văn cộng điểm thi môn ngoại ngữ cộng điểm thi môn toán cộng điểm ưu tiên nếu có. Điểm bài thi được tính theo thang điểm từ 0 đến 10, điểm lẻ đến 0,25. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 3 điểm thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm không. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh từng trường, số lượng đăng ký các nguyện vọng và điểm xét tuyển, điểm chuẩn sẽ theo nguyên tắc nguyện vọng 2 cao hơn nguyện vọng 1 và nguyện vọng 3 cao hơn nguyện vọng 2. Việc trúng tuyển của học sinh sẽ căn cứ vào 3 nguyện vọng đã đăng ký. Các trường chỉ được nhận học sinh trúng tuyển lớp 10 theo đúng danh sách mà Sở Giáo dục Đào tạo xét duyệt. Ngày 3 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2024. Với mức điểm thi năm nay, nhiều thí sinh, phụ huynh kỳ vọng điểm chuẩn sẽ giảm. Cách đây 2 tuần, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Thí sinh Nguyễn Minh Anh, học sinh trường trung học cơ sở Trần Quang Khải, quận Tân Phú, có tổng điểm 3 môn thi thường cao nhất là 28,75 điểm thí sinh này có điểm môn toán 10, ngoại ngữ 10, văn 8,75. Thí sinh này không thi chuyên, 3 á khoa đều đạt 28,5 điểm. Ngoài ra có 11 thí sinh đạt 2 điểm 10 ở môn toán và ngoại ngữ. Số lượng thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 28 điểm trở lên là 22 thí sinh, từ 27 điểm trung bình 9 điểm mỗi môn trở lên là 233 thí sinh. Trong khi đó, năm 2023, toàn thành phố có 1.012 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên. Như vậy, số lượng thí sinh đạt trung bình 9 điểm một môn của năm 2024 giảm đến 77% so với cùng kỳ. Tương tự, ở mức 26 điểm, số lượng thí sinh đạt mức này cũng giảm gần 65% so với năm ngoái. Nhiều thí sinh đạt tổng điểm xét tuyển 3 môn ở ngưỡng 20 tới 25, trong đó 3.390 thí sinh đạt mốc điểm từ 25 điểm trở lên. Khoảng 12.000 học sinh đạt mức điểm trên 23, mức điểm để có thể trúng tuyển nhóm trường tốt đầu năm 2023. Số thí sinh này chiếm khoảng 12%, ít hơn năm trước, khoảng hơn 5.000 em. Nếu tính mốc từ 20 điểm trở lên, có 31.888 thí sinh đạt điểm này, chiếm khoảng 32%. Nhìn bảng thống kê trên có thể thấy, chạy dọc từ mốc tổng điểm 3 môn đạt 16 điểm trở lên của năm 2024 đều thấp hơn năm 2023. Điều này cho thấy rõ rệt về mức độ giảm của điểm. Mức điểm năm nay biến động mạnh được cho là bởi đề thi toán khá khó. Đây cũng là môn có nhiều thí sinh điểm thấp, phổ điểm lệch trái. Cụ thể, có 55.263 bài thi chiếm 56,13%, có điểm từ 0 đến dưới 5. Còn lại là 43.200, chiếm 43,87%, bài thi có điểm từ 5 trở lên. Số lượng thí sinh dưới trung bình môn toán cũng nhiều nhất trong 5 năm qua. Phổ điểm này phần nào phản ánh được sự phân hóa và mức độ đề thi được đánh giá là khá độc lạ và có phần khó với nhiều thí sinh. Ở môn ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh, khoảng 1.700 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, thấp hơn so với hơn 2.100 của năm ngoái. Bên cạnh đó, có hơn 14.700 em có điểm 9 trở lên. Phổ điểm này phần nào phản ánh được sự phân hóa và mức độ đề thi được đánh giá là khá độc lạ và có phần khó với nhiều thí sinh. Ở môn ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh, khoảng 1.700 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, thấp hơn so với hơn 2.100 của năm ngoái. Bên cạnh đó, có hơn 14.700 em có điểm 9 trở lên. Tỷ lệ trọi giảm mạnh Điểm chuẩn lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 trở nên khó dự báo bởi tỷ lệ trọi trước đó cũng biến động chóng mặt đặc biệt là sau khi 62 trường trung học phổ thông được bổ sung thêm 5.535 chỉ tiêu, sự cạnh tranh vào hàng loạt trường tốt đầu giảm mạnh. Nguyên nhân bởi trước đó chỉ tiêu nhiều trường tốt đầu được sao hạn chế, nên nhiều thí sinh cân nhắc lực học để đăng ký và không thực hiện điều chỉnh nguyện vọng. Việc tăng chỉ tiêu giúp mức tỷ lệ trọi của các trường tốt đầu kéo giảm đáng kể, trong đó trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Hân vẫn dẫn đầu dù giảm tỷ lệ trọi từ 1 trên 3,54 xuống 1 trên 3,22. Kế tiếp là trường trung học phổ thông Hồ Thị Bi có tỷ lệ trọi giữ nguyên 1 trên 3,06 do không biến động chỉ tiêu. Đây cũng là hai trường duy nhất duy trì được tỷ lệ trọi ở mức trên 3. Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền trượt xuống vị trí thứ 3 khi giảm tỷ lệ trọi từ 1 trên 3,16 xuống 1 trên 2,81. Hai cái tên còn lại trong top 5 là trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn và Trung học phổ thông Phạm Văn Sáng. Trong số 108 trường Trung học phổ thông có 30 trường có số lượng thí sinh đăng ký thấp hơn nguyện vọng, tức tỷ lệ trọi dưới 1 chiếm 27,78%. Một số trường có tỷ lệ trọi thấp như Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, Nguyễn Văn Tăng, Lê Thị Hồng Gấm, Trần Hữu Giang, Ngô Gia Tự, Trung lập Đa Phước. Trường Trung học Phổ thông đoàn kết Hai Bà Trưng trong nhiều năm nay là lựa chọn số 1 của nhiều học sinh khi đăng ký nguyện vọng 2. Điểm chuẩn vào lớp 10 của trường này thường cách biệt 2-4 điểm so với những trường tốt đầu, nhưng thường đứng đầu ở tốt thứ hai. Vì thế trường vừa là lựa chọn an toàn, vừa yên tâm của nhiều thí sinh. Trong khoảng 3 năm gần đây, cùng với trường Trung học Phổ thông Quang Trung, Đống Đa, Trung học Phổ thông Đoàn kết Hai Bà Trưng đã vươn lên tốt đầu. Năm 2023, hai trường này đều có mức điểm chuẩn là 40 điểm đây cũng là hai trường từng có số đăng ký nguyện vọng hai kỷ lục ở một số năm trước năm nay trong khi các trường cùng hạng vẫn duy trì số lượng thí sinh đăng ký các nguyện vọng ở mức trung bình hoặc cao như trung học phổ thông tây hồ quận tây hồ trung học phổ thông trần hưng đạo quận thanh xuân nguyễn văn cử gia lâm trương định hoàng mai trường trung học phổ thông đoàn kết hai bà trưng lại bị giảm mạnh Năm học 2024-2025, trường này được giao 675 chỉ tiêu vào lớp 10, nhưng chỉ có 554 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, tỷ lệ trọi là 1 chê 0,82. Số đăng ký nguyện vọng 2 cũng rất ít, chỉ có 389 và nguyện vọng 3 là 21. Với con số này, trường trung học phổ thông đoàn kết 2 Bà Trưng nằm trong số gần 10 trường, có số thí sinh đăng ký nguyện vọng thấp nhất thành phố. Nhìn vào con số này cũng có thể dự đoán một phần tình trạng điểm chuẩn của trường năm nay sẽ giảm. Nhưng giảm tới 16,25 thì quá bất ngờ, chưa từng có trong lịch sử trường này và cũng hiếm gặp trong các kỳ tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội. Trường Trung học Phổ thông Quang Trung Đống Đa cũng hạ nhiệt khi số đăng ký nguyện vọng với tổng số đăng ký ở cả 3 nguyện vọng là trên 2.000 lượt thí sinh. Theo cô Nguyễn Thị Hồng Hải, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đoàn Kết, có thể có nhiều học sinh muốn vào trường nhưng do điểm chuẩn các năm gần đây cao nên có tâm lý e ngại. Những thí sinh muốn có độ an toàn cao khi đăng ký nguyện vọng, bao gồm cả nguyện vọng 1 và 2 sẽ không chọn trường. Số lượng đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu nên điểm chuẩn hạ so với năm trước là đương nhiên. Điểm chuẩn năm nay giảm liệu chất lượng có giảm? Cô Hải cho biết năm nay, những thí sinh trúng tuyển vào trường đa số có mức điểm cao hơn nhiều so với mức điểm chuẩn, chỉ có một học sinh đạt mức điểm 23,75. Vì thế trường không lo ngại sụt giảm chất lượng. Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019, Hà Nội cũng có một trường hợp gây sốc là trường Trung học phổ thông Thăng Long, quận Hai Bà Trưng bị giảm 10 điểm so với kỳ tuyển sinh trước đó. Trường này từng là ngũ hổ tướng của giáo dục Hà Nội cấp Trung học phổ thông. Trong nhiều năm trước đó, trường Trung học Phổ thông Thăng Long thường cùng với trường Trung học Phổ thông Kim Liên, quận Đống Đa, đứng đầu về điểm chuẩn trong khối Trung học Phổ thông công lập. Nhưng năm 2019, điểm chuẩn vào trường giảm từ 40 điểm năm trước xuống còn 30 điểm. Khi ấy, một trong các lý do trường đưa ra cũng là thí sinh có tâm lý e ngại vì trường ở tốt cao về điểm chuẩn. Lý giải năm xưa của trường trung học phổ thông Thăng Long và năm nay của trường trung học phổ thông đoàn kết Hai Bà Trưng chưa thỏa mãn sự băn khoăn, tò mò của nhiều người. Nhưng năm nay, quả thật là một năm bất ngờ khi nhiều hổ tướng cũng giảm điểm chuẩn. Như trường trung học phổ thông Chu Văn An, trung học phổ thông Việt Đức giảm 1,75 điểm so với năm trước. Trung học phổ thông Trần Phú Hoàn Kiếm giảm 2,25 điểm. Nhiều trường khác giảm từ 1 tới 3,75 điểm. Trong khi đó lại có những trường điểm chuẩn tăng đột biến như trường Trung học Phổ thông Quốc Oai, Trung học Phổ thông Bất Bạt cùng tăng 8 điểm. Tiếp theo là Trung học Phổ thông Ngọc Hồi tăng 5,75 điểm, Trung học Phổ thông Thọ Xuân tăng 5,25 điểm.